Dạ, mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay cũng tiếp tục một clip mới trên kênh nữa. Con cũng lại ghé lại vườn của anh Vinh quý cô chú ơi. Anh Vinh Sộp, Long Mỹ, Hậu Giang ha. Hôm nay thì cũng có khá nhiều cây để cho quý cô chú lựa chọn, đặc biệt là những cái cây cổ già đẹp ha. Đó, trước mắt quý cô chú là một cái cây xanh. Đây, một cây xanh ha. Bên đây cũng có một cái cây xanh lớn nữa nè quý cô chú. Đây, cây này dáng rất là độc đáo luôn nha. Lát nữa thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Thì con sơ lượng cái cho mình dễ nắm bắt nha quý cô chú. Đó, me nè, me thành phẩm già, rất là già luôn, dáng đẹp luôn. Thì đặc biệt hôm nay mình có một cái cặp này nè, một cái cặp này rất là đẹp chơi phong thủy luôn nữa quý chú. Một cặp bồ đề, đây một cặp bồ đề đế VIP luôn. Thì con mời quý chú cùng gặp lại anh Chiến ha. Đó, bên cạnh đó thì mình cũng có sọp nè, có si nè, mai chiếu thủy nè. Rồi em chào anh Chiến ơi. Rồi chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay đến vườn có anh Vinh Long Mỹ nè cô chú ơi. Nay anh cũng về nhiều mặt hàng để giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Dạ. Giờ mà xanh, si, me, chứng thủy và bồ đề, sọp đọt đỏ, nhiều mặt hàng để giao lưu cùng cô chú anh chị. Để nói tiếp cái clip đợt rồi là mã số 50 là một cây xanh, dáng mà độc lạ nha cô chú. Cây này luôn anh hả? Một cây xanh mở luôn cô chú ơi. Rồi, trời, cây lớn đầu clip luôn đầu cô chú ơi. Clip luôn. Một cây xanh mở. Cây này dáng độc anh ha. Dáng đẹp, ôm đá luôn. Nó ôm nguyên cái chậu luôn á. Ôm đá rồi ôm chậu luôn nè cô chú. Đây là cái chậu nè ha. Chậu nè. Đá phần dưới này nè. Đá rất là nhiều đá luôn, ôm cứng ngắc luôn cô chú ơi. Đặc biệt cây này bể nó nặng cô chú, để anh xe chịu khó đi vòng cô chú không có quay được. Rồi anh cứ để đó đi anh Chiến ơi. Dạ đo giúp em luôn ha. Rồi thông số chiều cao luôn. Rồi 1m4 luôn cô chú ơi. Chiều cao 1m4. Rồi chiều ngang 1m7 luôn. Đây. Dạ. Ngang 1m7. Những cái rễ buồn lớn ha cô chú. Những cái điểm rễ buồn lớn. Cây không biết nuôi từ đời nào anh ha. Đúng rồi. Ôm vậy nè. Đây nào đó trồng trong cái chậu nè. Ôm lồn ở dưới nè cô chú. Đúng rồi. Nó ôm rồi cái nhánh nó ra, cái rễ nó buông xuống luôn. Thôi đo chiều ngang đây giùm em luôn đi anh này. Rồi. Đúng rồi. Ôm ngang cái đó đo luôn đi. Ngay vị trí cô cổ này là 1m09 luôn cô chú ơi. 1m09. Ừ. Rồi. Ngang đây đi anh ơi. Rồi. Rút thước ra mình cho ngang ở dưới này cái đi. Rồi. Này 1m 2m. 2m luôn. Đây đây. Vị trí ngang cái chậu này đâu. Ngang chậu là 2m luôn. 2m. Ôm cứng ngắc luôn. Một cây xanh mở. Cho mình đo cái thân này không anh? Đo thân này cho cô chú mình tham khảo cái đó đi rồi cái em đi qua bên kia luôn. Rồi, ngay tại đây luôn ha. Dạ. Đây đi. Rồi 36 luôn. Dạ. Những cái điểm này của chú ha. Mình xem kỹ giúp con ha. Xanh thì không có gì hết trơn ha. Nó cuốn lại vậy nè. Con đi vòng phía dưới lên trên luôn cho mình xem. Ôm 2-3 phần đá luôn anh ha. Đúng bên rồi. Đây ha. Một cái rễ buông xuống. Cái rễ buông xuống này nè. Nó tràn xuống vậy nè. Tràn xuống ôm đá bên đó. Khỏe ghê anh ha. Đúng rồi. Ghê vậy nè. Rồi dòng xanh mà. Nó dị nó cắt. Bắt đầu là rễ nó buông xuống nè. Để có đá vô có độ ẩm đâu. Bắt đầu là nó buông rễ à. Dạ. Rồi. Dáng làng, dáng xưa nữa anh ha. Dáng làng, dáng xưa. Dáng làng, dáng xưa nữa. Con đi qua đây cái rồi báo giá ha. Mình đo cái bề dài của cái này đi anh ơi cho quý chú mình biết chứ. Giờ tổng hoành mình đo nó rất là lớn à. Cái này dài cỡ nhiêu đây? Mét rưỡi anh ơi. Hết cái thước luôn. 450 hoành nữa ha chú. Hoành đế này. Dạ rồi cái cây này giá sao đây anh Chiến? Rồi cây xanh mở này mã số 50 giao lưu cô chú anh chị là 12 triệu bao ship 300 km. Dạ 300 cây 12 300 triệu. Cây 12 triệu. Xa hơn thì mình thương lượng heo cô chú. Đúng rồi, xa hơn thương lượng với nhà vườn anh Vinh. Dạ. Đây là cây xanh mở nha cô chú. Một số điểm nó bị nó cháy nè. Rồi nó cuốn tự cuốn như thế này nè cô chú. Rồi mình tiếp anh Chiến ha. Rồi, mã số 50 con xin nhắc lại giá là 12 triệu, ship cho mình trước mắt là 300 cây ha chú. Cái bầu đế này rất là nặng của chú ạ.
Rồi tiếp anh ơi. Rồi mã số 51 là một cây sập độc đỏ. Sập đỏ anh ha. Sập đỏ. Rồi tới những cái cây tầm nhỏ nhỏ chung chung ha chú. Đây. Quay một vòng. Đặc biệt đợt này ảnh cũng có điều chỉnh giá nhà của chú rồi. Giá rất là dễ chơi luôn. Đây. Dạ. Rồi thông số chiều cao là 60 luôn cô chú ơi. Rồi phơm tàn ngang 70. Sập đỏ bệ dáng thú luôn. Bệ dáng thú luôn. Độc đỏ luôn. Rồi con đo ngay cái cổ này luôn. Rồi 40 luôn cô chú ơi. 41 kể 40 luôn. Dạ. Con đo cái dòng lưng này luôn là 72. Rồi hết nồi đế này. Đây. Hết cây thước luôn cô chú ơi. Đây. Đây, đó gì đây. Rồi, một cây sọp đọt đỏ này. Mã số 51 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Quay cái đó nè, đế điều chưa? Đế điều luôn. Từ giả dưới cho tới đúng lưng rồi. Trên ha. Đặc biệt ở đây thì nó có một cái đường lũa như chú. Lũa lâu rồi ha, sành lâu rồi. Đó, nó che lấp bởi một cái cọc rễ buông này luôn rồi nè. Cốt cành thì ảnh nuôi cũng được khá to. 3 triệu. 3 triệu. Mã số 51 cây sọp đọt đỏ. Này là coi như bao ship toàn quốc luôn cô chú. Không chậu nghe. Rút chậu. Rút chậu. Rồi 52 là một chung nu. Cái chung nu nhỏ nhỏ dễ thương. Nhỏ dễ thương. Đây. Cái này là ship luôn cái chậu nhỏ này luôn cho cô chú nè, về đặt bàn trà chơi luôn. Đây. Form trực lắc ha cô chú. Trực lắc. Rồi thông số chiều cao 25 cô chú ơi. Rồi phơm tàn ngang là 35 luôn. Trực lắc cốt cành nuôi cũng khá là to. Cái này nằm chậu này lâu rồi cô chú. Đế nó liền cứ ngắt chậu luôn. Rồi hoành chỗ này là 19 luôn cô chú ơi. Rồi hết nồi đế nhỏ chỗ này là 33 luôn. Rồi con quay vòng con báo giá luôn. Rồi một cây chân nu. Mã số 52 giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cái này mình để bằng trà là chơi là ok cô chú ơi. 1 triệu. 1 triệu, phơm tàn ảnh chi dâm ảnh làm cho mình đầy đủ rồi. Về cô chú anh chị tháo dây ra cắt tỉa là mình chơi thôi. Bao ship luôn cái chậu này luôn. Dạ. Yeah. Rồi. Đổi giúp em ha. Rồi, mã số 53. Một cây nu gò công. Nu gò công. Đây. Cái cây này khá là to đây nó là đây mặt nu nó nè, cái bệ nu quá xá nè. Đây nu to cục cục vậy đúng không chú. Rồi thông số chiều cao 50 luôn, phơm tàn này rộng ạ. Rồi tàn là rộng là 70 70. Rồi con đo ngay vị trí ẹo chỗ này cô chú. 54 mà con kể 53 luôn. Rồi hết cái nồi đế dài này luôn. Rồi 85. Đây con quay một vòng luôn. Đây dạ. Một cục mà nu gò công. Mã số 53 giao lưu cô chú anh chị là 2.8 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cây này chỉ 2.8 triệu thôi. 2.8 triệu thôi cô chú. Nu gò công. Nu gò công. Nu cục. Cô chú nuôi càng lâu thì cái nu nó càng lớn nha. Dâm tàn trên là ấm luôn cô chú. Dạ, 2.8 triệu bao ship toàn quốc. 2.8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mình tiếp anh ha. Rồi, 54 cũng là nu gò công luôn. Nu gò công luôn. Nu gò công luôn. Nè, này nu dữ luôn á. Rồi. Đây. Dâm tàn cũng ấm luôn cô chú. Cây cũng sạch cây luôn. Đây. À. À. Rồi, thông số chiều cao là 55 luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, phơm tàn ngang là 80 luôn. Đây. Ngắn rộng 80 luôn. Rồi, con đo ngay vị trí này. Ngay cái ẹo trên này nghe cô chú. Rồi 52 luôn. 53 kể 52 à. Sát với cái nồi đế dưới này luôn. Rồi 60 luôn. Dạ, con quay một 60. Vòng luôn. Đó, đây gì đây. Đó, nu gò công mã số 54 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc luôn.
có 3 triệu rồi cô chú ơi. Đây, được một cái nu gò công nè, cô chú nhìn đây nè. Đó, 3 triệu anh ha. Ừ, dưới này là nu một bự bự không nè. Đó, trong luôn. Nó hẳn là có thân là nu rồi, có thân là nu á. Đó, lên tới ngọn luôn. Dòng này thì mà cắt kéo tốt cô chú, tốt. Với lại cốt cành nuôi nhanh. Cây khỏe lắm. Khỏe cây. Mã số 54 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn, nu gò công. Dạ rồi, đổi anh ha. Rồi, 55. Một cái đồng, búp măng. Búp măng si. Một cây si trắng cô chú ơi. Cây si trắng. Cây si trắng mà được cái bệ đế nó giót như vậy nè cô chú. À. Cô chú nhìn nè. Nó khích khao mà nó tròn trịa như thế này nè. Không ôm đá luôn đó cô chú. Cái này là cái thân đặc của nó không anh ha? Thân đặc không đó. Để lát đo cái thân rồi đo cái ngọn coi nó búp măng mà. 55 ấy 52 chiều cao cô chú. Dạ. Đó. Rồi con đo hoành ở dưới ngang cái chỗ này. Lên con đo cái cổ. Rồi. 81. 80 chẳng đi anh. 80 luôn. Rồi con đo tuốt trên cái ngọn này luôn nè. Nhúng măng có 17 hả cô chú? Ở dưới 80 có trên 17 anh ha. Đó, đây nè. Đó. Dạ, trường số tay để cho vô dây ha cô chú. Đúng rồi. Để cho mình vô dây. Đây, anh cứ quay đi anh chứ. Phải nói là nó đặt cứng ngắc luôn. Đặt cứng ngắc luôn. Khến nhau cứng ngắc luôn. Dạ. Rồi. Rồi, một cây si. Si trắng. Si trắng, mã số 55 giao lưu cô chú anh chị là 1,8 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Cái này 1,8 triệu thôi anh hả? Ừ. 1,8 triệu à. Được một cái củ đạt như thế. Đúng này rồi. Mất rất nhiều thời gian đó cô chú ơi. Nó lâu lớn lắm mà. Lâu đặt như thế này lắm đó. Đặt cứng luôn. 1,8 triệu thôi. 1,8 triệu thôi. Bao ship toàn quốc luôn á. Không chậu nghe cô chú. Tại vì dạ, cái chậu siêu mang không có giá trị mà ship nó nặng tiền giống gì chứ. Dạ rồi, đổi anh rồi ha. Mã số 56 là một cây sộp đọt đỏ. Cây sộp đỏ. Sộp đỏ. Một cây trực cành bay anh ha. Đó. Trực cành bay. Trực cành bay mà rễ nó ôm. Rồi tay cành thì lớn heo chú. Tay cành ta nuôi bẻ quái lớn vậy nè. Cũng già cây à. Rồi, chiều cao là đúng 1 mét luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, hết cành bay này là 90 luôn. Anh Vinh chia sẻ là cái cốt bay này là cốt nuôi ra đó cô chú. Đúng rồi. Đó. Lực theo cô chú, cốt cành lực. Rồi, con đo ngay cái cổ chỗ này. 38 luôn cô chú. Dạ. Nhiều vị trí đi. Rồi, ngay chỗ này là 66. Rồi xuống dưới này là 96 luôn. Dạ 96. Bệ hảo hảo vậy đấy anh. Hảo hảo thôi. 104. Đo cho cô chú dễ hình dung nó thôi chứ. Rồi. Đây. Sập. Đo cái cốt nuôi này dùm em cái luôn anh. Rồi. Ngay okay. Đây luôn nè. Này. Rồi ngay cốt nuôi này luôn. Nó 33 luôn. Mấy cái tay ngoài thì to heo chứ. Mấy tay này cũng to lắm nè. Thì ở trên thân nó cũng có những cái điểm như thế này đây. Của chú cũng xem kỹ giúp con ha. Thằng Vinh cũng xử lý kỹ hết luôn. Rồi một cây sộp đọt đỏ mã số 56 vô luôn cô chú anh chị là 4,5 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Trực cành bay. Trực cành bay. Cây thì già cây. Dạ, 4,500,000. Bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Rồi, tiếp anh ơi. Rồi, mã số 57. 57, một cây nu da đen. Da đen. Mai chiếu thủy nu da đen. Này nó cũng lai lai như mặt khỉ. Đấy, vậy anh lai ha. Lai như mặt khỉ, nè. Nó già ghê luôn. Gò công anh ha. Nuôi gò công hả? Dạ. Rồi thông số chiều cao là 55 luôn cô chú ơi. Mình tính phôi hả cô chú ơi? Tính này phôi đi. Cây đang ra mầm tốt. Rồi con đo ngay vị trí này luôn.
43 luôn. Dạ 43. Hết cái nồi đế này luôn. Này nu gò công. Này anh Vinh nó nu gò công. Rồi hết cái nồi đế này là 96. Dạ 96. Rồi một cái phôi nu gò công mã số 57 vô luôn cô chú anh chị là 2,5 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Một cây già sống khỏe. Dạ tiếp anh ơi. Rồi 58 là một cây xanh mỡ. Xanh mỡ, nó có tên là xanh mỡ mỡ gà. Tại vì khi cái lọc nó ra chú, cái đọt nó ra nó bóng ha, mà nó ngã màu vàng vàng như màu mỡ gà. Đó. Đây. Đó. Đặc biệt cây này rễ nó buông dài lắm cô chú. Phần thân nó là như liền như cây cầu, bắt đầu rễ nó buông nó thả xuống. Không biết tả thì sao cái dáng gì nữa anh chứ hả? Rồi chiều cao hết cái thước luôn cô chú ơi. Cây này chỉ giật chi dâm ở ngoài thôi nha chú ơi. Rồi chứ chi cành là thành phẩm không dây nè ha. Vậy mình nuôi vàng xương dâm ở ngoài nè. Rồi tán ngang là 1m3 luôn. Ngọn chiều cao 1m5, ngang 1m3. Chi đồ rõ ràng hết trơn ha. Đây cây này ảnh cũng rút chậu ra nè. Con đo cái rễ sổ này luôn cô chú ơi. Rồi 1m5 luôn. Dạ rễ sổ 1m5. Này cái rễ của nguyên một cái cây cầu dược này luôn là 69 luôn, khoảng như 70. Con quay một vòng con đo hết cái cụm rễ sổ này luôn. Dạ. Rồi. Rồi, 1m8 luôn cô chú ơi. 1m8 đây anh ha. Ừ. Này khoảng 1m9 đó nhưng đúng mà mình tính 1m8 đi, trừ hao cho cô chú đi. Rồi. Đó. Rồi một cây xanh mỡ mã số 58 này giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu. 5 triệu thôi cô chú à. 5 triệu. Đây, này bao ship 300 km, tại vì nó cầm kền bắt cô chú ơi. Còn muốn toàn quốc thì thương lượng nhà vườn với anh Vinh nha. Một dạ. Cây xanh mỡ mã số 58 là giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu, bao ship 300 km. Độ cầm kền nó quá cao. 5 triệu cô chú ơi. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi, anh ơi, mã số 59 là một cây me già, phải nói là cực kỳ già luôn. Cốt cành nuôi đây, me mà cốt cành nuôi xả dây mà bị lớn nè của chú ơi. Cốt cành mới lớn nè, đó của chú nhìn kỹ giùm con ha. Già mà đúng là nứt da me luôn nè của chú. Nứt da me cốt luôn. Cành nó già luôn á, cốt chi nó già luôn á. Cái này về là vô chậu xử lý cho trái ha, mà nó treo lòng thòng nữa thì thôi rồi luôn. Quá đẹp cây này luôn á. Rồi thông số chiều cao là 65 luôn. Phơm tàn ngang là 65 luôn. Ai, quá già luôn. Rồi con đo hoành thân luôn. 23 luôn cô chú ơi. Dạ thân nứt đẹp anh ha. Ừ. Đây hết cái củ đế này luôn rồi. 54. Dạ mà sạch nha cô chú, sạch không bể bọng mà cắt tốt của trên này nè. Cái này về cô chú mà cho nó dinh dưỡng đầy đủ kết là nó có trái đó cô chú ơi. Cái này anh có nuôi cho nó lâu rồi. Giữ đây giùm em cái anh chị. Đó. Một cây me già mã số 59. Giao lưu cô chú anh chị là 3,2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 3,2 triệu. Cành gớt này cũng duyên anh ha. Đúng cành rồi. Gớt này cành hồi đầu. Rồi. Tiếp anh ơi. Rồi mã số 60 là một phôi mai chứng thủy. Một cái phôi mai chứng thủy. Đây. Một phôi bự trà bá luôn mà giá cũng yêu đương luôn cô chú ơi. Phôi lớn giá mềm anh hả? Ừ, phôi lớn mà giá mềm. Phôi lớn quá giá mềm. Rồi thông số chiều cao là 50. Ở giữa mình có thể cho ôm đá kẹp đá. Đúng rồi. Heo chú. Rồi con đo cho hai cái thân trên cái này luôn. 42. Còn là chơi này chơi dán cổng làng. Cổng làng cũng được nữa đó. Rồi ngay vị trí này là 71 luôn. Hết cái cụm luôn. Đây. Rồi kể như 1m4 đi cô chú ơi. Một phôi mai chứng thủy này mã số 60 này giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu à. Bao ship toàn quốc không chậu nha. Dạ 1,5 triệu. 1,5 triệu thôi giá yêu đương.
phô mai bự chà bá luôn, nguyên cái cụm đế đâu 1m4 luôn á. Rồi tiếp tục anh ơi. Rồi mã số 61 là một cây bồ đề. Cây bồ đề nó một cặp luôn ha cô chú. Dạ. Đây hai đây là một cặp luôn đó. Còn gọi là cây đề đỏ đó cô chú đề ha. Đỏ 61 62 luôn đó là một đây cặp là luôn. Chính xác là bồ đề nha chú, chẳng phải cây lâm vồ ha, lâm vồ là cây đề trắng. Như nó còn lá này, con cái lá đây cho cô chú nhìn. Đây. Đây là một cây 61 bên đó cây 62, một cặp luôn, cặp bồ đề luôn. Đặc biệt bộ đế rất đẹp. Đế đẹp. Thần lắc, đế đẹp. Thần lắc. Già lắm quý cô chú. Rồi chiều cao 1m3 luôn cô chú ơi. Cao từ dưới bầu lên 1m3 luôn. Con đo hai và vị trí luôn. Đây nó trên cái cổ này là 41. Đây con đo ngay cái. Cái eo này 67 luôn, 68 nè. Dạ 68. Rồi hết cái nồi đế của bồ đề này luôn. Cái bệ đặt luôn anh ha. Bệ đặt luôn. Đặt cứng ngắt luôn cô chú ơi. Hết cái thước luôn đó. 1m6 luôn đó. Mình trừ hao đi 1m5 thôi. Đó. Một cái bệ đặt về nè cô chú. Dách liền. Bệ đặt. Bệ dưới này là nó khến đặt khừ luôn nè cô chú. Đó cô chú thấy không có chỗ nào mà trống hết trơn. Sạch cây luôn đó. Mà bồ đề. Bồ đề. Rồi mã số 61 này giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu. Rồi bên đây một cây 62 cũng 3,5 triệu luôn, nó là một cặp đó cô chú. Đó. Dạ. Rồi, quý cô chú có nhà ý chơi cặp thì báo với anh Vinh ha. Cây này cũng mình có thể phối một cặp được này quý chú ơi, hai tại vì hai cây chiều cao nó cũng tương đương giống nhau. À, cũng phong cao. Đế cũng giống nhau luôn. Đế cũng tương đồng nhau luôn á quý chú, đế đẹp tương đồng nhau luôn, đế đều đặt không à. Nó dùng lên như cái núi vậy đế á. Đây, cây này mã số 62 nè, 61 rồi tới 62 nè. Đó, rồi. Nó cũng vậy đó cô chú. Đo luôn đó. Anh Chiến ơi. Rồi, ok. Rồi, chiều cao cây này 1m2. Rồi, thấp hơn cây kia chút xíu. 2 tấc. Rồi, trên này là 44. Đây cô chú nhìn cây rất là khỏe ha, cây phúng mầm rất là mạnh ở đây nè. Bên đây là 82. Đều hết trơn luôn. Rồi hoành đế dưới cũng bằng như cây kia luôn. Đi chân luôn. Đế này dữ hơn anh. Mặc dù chiều cao nó khống chế hơn, nhưng mà đế thì chiều cao thấp hơn chút xíu. Đế thì đẹp đều như nhau. Để anh quay tròn vòng đế giùm em đi anh Chiếu. Nó cũng đặt vậy đó. Đặt cứng luôn. Ừ. Như núi vậy quý vị. Đó. Đây, mầm nó ra nè. Đây nè lá nó nè. À, bồ đề ra. Là cái đuôi nó nhọn nghe đó cô chú. Lá này. Đó. Bồ đề đó. Tược mầm ở trên này ra nhiều. Không phải lâm vồ. Rồi cây này giá sao đây anh? Rồi cây mã số 62 cũng như cây 61 luôn, 3,5 triệu luôn. Một cặp là 7 triệu luôn. Rồi, một cặp 7 triệu ha. Rồi. Bồ đề luôn. Đó. Dạ rồi. Sạch cây mà đế đẹp luôn. Lực cây luôn. Tiếp tục anh ơi. Rồi. Qua đây. Rồi đây luôn. Đây. 63 đây một cây me, một cây me. Me này ha. Ừ. 63. Rồi. Mấy cây này cốt rất là già nha chú. Ừ. Mấy cây già. Rồi, chiều cao là 30. Phơm tàn ngang cũng 30 luôn cô chú ơi. Đây, đó, lắc lượn, bò trường, đuôi có, chân cẳng có luôn. Rồi, 24 luôn, hoành thân 24. Cái độ bò luôn, 51 luôn. Dạ. Đây, đó, già cây nha cô chú. Rồi. Một cây me mã số 63 giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 1,5 triệu anh ha. 1,5 triệu. Đó. Tiếp anh Chiến rồi. Rồi 64 là một cây đề trắng luôn. Một cây cầu luôn. Đây là cây lâm vồ hả chú? Đúng rồi. Nó sẽ khác với hai cây kia.
Mà cây đề đỏ thì em nhìn thấy cái da nó đỏ anh ha, đỏ như cây cây sọp đỏ vậy ha. Còn đề trắng thì cái da cái cây lâm vồ này thì cái màu nó cũng trắng rồi chứ. Rồi chiều cao là 75 luôn. Tán ngang đây 55. Độ bò dài của con thú này luôn là 80 luôn. Những cái rễ buông này càng lớn thì cây nó càng đẹp nha cô chú. Đúng rồi. Đó, nhìn cái này cũng thấy nó cũng màu lớn. Rồi, cái hoành thân của cây cầu này là 20 luôn cô chú ơi. 20. Phần đuôi đây. Cũng quái quái vậy nè. Con đo đường kính cái chậu đi con này đo nó. Rồi 75 luôn cơ. Con quay một vòng luôn. Một cây lâm vồ mã số 64 vô luôn cô chú anh chị là 2 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu thôi anh ha. 2 triệu thôi. Dạ rồi. Thế giờ chỉ công đóng kiện rồi vô rồi. Đi rồi đi tiền ship nữa cô chú ơi. Thật ra không có một còn bao nhiêu. Này đóng cái kiện to lắm. Rồi anh ơi, tiếp rồi, anh ơi. Một mã số 65, một cây me này kêu me trứng à. Me quái. Độc đáo anh ha. Ừ. Không biết cái giống loại nó đột biến là sao chứ mà nó lên trứng, lên xù vậy nè, xù trứng vậy nè. Dưới rễ cũng vậy luôn mà thân cũng vậy luôn. Mà cây này trên đây nè. À dưới đế nè. Cũng vậy nè. Mà trên thân cũng vậy nha cô chú. Nè. Đó, đây nè, chỗ này nè, đó, đó. Dưới đế cũng vậy, trên thân mà cũng vậy. Mà đặc biệt cái nhánh này quay lại đây là nó nổi bú lên cái nó liền luôn, dính luôn, dính luôn đó. Cây này thì cũng ít thấy có nha chú, còn mới quay vườn của anh dạng này. Rồi thông số chiều cao là 30 cô chú ơi. Cái tán ngã này là 23 luôn. Rồi này hoành thân này nè, hoành thân chín nè cô chú ơi, 9,5 mà kể chín thôi. Rồi hết nồi đế trứng này luôn này. Rồi 45 luôn cô chú ơi. Một dạ. Cây me mã số 65 này giao lưu cô chú anh chị là 700k. Bao ship toàn quốc luôn. 700 thôi anh ha. Độc 700. Đáo ha cô chú. Độc á. Độc luôn. Độc lạ luôn. Độc lạ luôn. 700k. Bao ship là toàn quốc luôn. Rồi tiếp anh ơi. Rồi 66 là một cây xi trắng. Xi trắng nữa. Một con thú nằm đang chờ đợi, đang giữ nhà, đang đợi chủ. Một đang giữ nhà đợi chủ anh ha. Đó. Đây, cái này cái thân nó rộng C dáng thú của chú. Rồi, chiều cao là 78 luôn cô chú ơi. Phơm tạng ngang này là 90 luôn. Cao 78 ngang 90. Rồi ngay vị trí của cái cổ này luôn. 49 luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi nằm dưới cái hầu này luôn là 62 luôn. Con cho hết cái bộ đế của bò của con thú này luôn. Rồi 1m4 luôn cô chú ơi. Con quay một vòng con báo giá luôn. Đây một cây đề trắng nè. Mã số cây 6. Cây si trắng nè. Cây si trắng. Quên lộn. Cây si trắng mã số 66 giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Một cây xi trắng. Xi trắng heo chú. Dáng thú luôn. Còn gọi là xi tàu nữa. À. Đây thì những cái điểm trên thân mình qua thời gian nè. Mấy cây này thì nó cũng giống như là dòng xanh rồi anh ha. Đúng rồi. Nó cuốn nó kéo tự nhiên nó vậy thôi. Mã số 66. 6 triệu anh ha. 6 triệu. 6 triệu luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi. Rồi 67 là nu gò công nữa. 67 nu gò công. Đây. Một cụm tròn nữa của chú ơi. Cụm tròn. Cụm rừng. Cụm rừng luôn. Một cụm rừng tròn trịa ở đây đặng. Đặc biệt nu dữ lắm luôn cô chú. Rồi thông số chiều cao là 49 luôn. Tán rộng là 79 luôn. Ngang là 65 luôn. Dạ. Yeah. Con đo hết cụm gừng luôn cô chú ơi. Này. Rồi 74, hết cụm gừng này 74 luôn. Đặc biệt nu dữ lắm nu cô chú ơi đây nè. Đó.
Nu nhiều. Nu nhiều. Nhưng mà dưới này là nó khến với nhau liền luôn nha cô chú. Đây nè, đây nè, quay đây nè. Đó. Dạ. Rồi, nhiều rồi anh ha. Rồi, một cái cụm nu gò công mã số 67 vô luôn cô chú anh chị là 2.8 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Có 2.8 triệu mà. 2.8 triệu. Không chậu anh cô chú. Tại chậu này chậu xi măng nó cũng không giá trị gì đâu. Mình bó bầu mình đi nó an toàn hơn, nhiều khi mình để chậu nó bị bể, cái nó bị bể bầu. Rồi. Đổi giúp em luôn anh ơi. Mã số 68. 68. Một cây này cũng si hồng đúng không anh? Si. Chắc gì quá. Cái này si trắng hay si hồng? Si trắng, si trắng. Không coi chừng là si búp hồng anh ơi, cái này si búp hồng á. Rồi. Dạ. 68. Một nếu cái si. Không chính xác thì hỏi anh Vinh lại giúp con nghe cô chú. Một cái si. Cái này nuôi tài cành cũng lớn. Rồi, 1m05 luôn cô chú ơi. Phơm tàn ngang là 70 luôn. Có một cành gớt từ trên gớt xuống dưới là 60 luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Một cây si búp hồng. Rồi, đo ngay vị trí chỗ này luôn. 58 luôn cô chú ơi, 59 luôn cho 58 luôn. Hết nồi đế này luôn. Rồi, 90 luôn. Con quay một vòng báo giá luôn. Một cây si búp hồng này. Mã số 68 vô luôn cô chú anh chị là 2.5 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Không chậu nha. 2.5 triệu anh ha. 2.5 triệu. Cây rút cốt cành thôi chú ơi, chứ đúng nuôi rồi. Thì hết dây luôn rồi. Cái này anh nuôi rồi. Cốt cành to. Rồi. À. Dạ. Rễ buông như dây đàn vậy anh ha. Đúng rồi. Hai mặt nào cũng đẹp hết đó cô chú. Rồi, tiếp tục anh ơi, mã cuối tiếp luôn. 69 là linh sam, một cây linh sam. Cái này là cây cuối clip luôn. Siêu bông quá chú. Rồi. Đây nè. Quá trời búp nụ, cái này là tự nhiên nè, hoa tự nhiên nè. Tự nhiên. Có trái luôn nè. Màu tím đẹp anh ha. Trái nè. Cái phần nụ nó còn nhiều lắm. Trái nụ nó đang lên. Mấy cây sam già này quý chú cứ để tự nhiên là nó ra bông tự nhiên thôi, không cần xử lý gì chứ. Ra liên tục. Rồi, thông số chiều cao là 60. Phơm tàn ngang là 70 luôn nè. Dạ. Rồi. Đây. Đo cho vị trí ngay cái ẹo này là 25 của chú ơi. 25. Xuống cái nồi đặt này là 39. Rồi con đo hết cái nồi đế này luôn, con báo giá luôn. Rồi. 85. Cái đế cũng khá lắm nè chú ơi. Cây già ha. Dạ. Đế có đầy đủ. Này. Đây, bông thì đang lên. Cốt cành già. Rồi cây linh sam là cây mã số 69 là cây cú líp nha. Giao lưu cô chú anh chị là 1.5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 1.5 triệu anh ha. 1.5 triệu. Rồi. Cuối luôn anh Chiến ơi. Cuối. Rồi chào quý cô chú luôn ha. Rồi chào cô chú anh chị và mong cô chú anh chị ủng hộ kênh và nhà vườn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Dạ xin chào. Giao lưu thì gọi số của anh Vinh nha quý chú, trên tiêu đề trên màn hình ha. Con chân thành cảm ơn rất nhiều và cũng mong quý chú xem ủng hộ kênh một like, một đăng ký, nhấn chuông thông báo để sớm cập nhật theo dõi những clip mới nhất trên kênh ha. Con xin chào và hẹn gặp lại.